Đây. Con này thì là con của chú, con xanh làm đôi rồi chú ấy. Làm đôi rồi đấy. Một cặp ấy. Mà chú có kia chú lại bán rồi. Cho Sài Gòn rồi. Đấy, cho Sài Gòn rồi, khí quá. Anh vừa kể ở chung xanh xong đấy. Bảo con này với cả con xanh làng của chú Tuyền giống nhau thật đấy. Nhưng mà đúng con xanh đấy. Làng đang ở trong Sài Gòn mất rồi. Xuống đi đâu nhỉ? Giống nhau. Bây giờ vào Sài Gòn nhỉ? Vào Sài Gòn nó hơi xa. Giờ em không biết tung tích nó như nào. Đấy. Chỉ em chàng mua thằng này nó biết đi. Xếp cái đại gia to quá, đại gia to rồi. Bây giờ sờ vào ông ấy đã mua rồi thì mua không bán đi chứ khổ. Nặng nặng. Xong máy còn mấy điểm. 8 triệu thì xe là đấy. Cái này của em thiết. Bây giờ bán lên 18 triệu. Cái này có. Cái này có tiết. Đã chơi, thích gì thì mua. Thôi mua rồi chả hỏi giá đấy nhỉ. Chậu này cũng được. Không nói gì. Vào chú Trung hỏi mua một cây có. Rõ ràng nó mua cây đấy 2 triệu. Nó giả nó 3 triệu dưới. Mai chưa nghỉ. Xác định mua về để chơi. Đẹp đấy. Bao nhiêu lần xì? Xì dáng này ít lắm. Xanh thì có xì. Tết cái làng tự nhiên quá. Đã đi rồi nhưng mà nó cái cây này nó cứ gọi anh lại. Nó lại cứ bắt mình quay lại. Cũng may là mình chưa đi xa. Mình đi xa mình lại quay lại. Mình đi xa mình lại quay lại. Thank you chú. Quay xong ra ngồi uống nước đi. Nhưng mà hôm sau lại bảo hết cây hết chỗ để nhé. Kiểu như Phương này ông bảo là này anh cứ cây số anh bán trước cái đèo mang đi sau. Nhưng mình hết chỗ làm mà. Thật. Đây nghỉ phép đi nhé. À đi. Nghỉ phép mai chơi. Xong nghỉ hôm nay. Đi đàng hoàng luôn. Hôm nay là tiên rồi. Em cứ nghĩ là từ thiếu ít cây vậy đi qua thấy nhiều cây hay không? Để nghỉ phép trước thì đàng hoàng không? Đấy, ngon. Em thì tí thì chờ sếp gọi để lại về té. Anh ngồi tí ra. Đây chắc buổi trưa. Có cây cũng ghép. Đấy là xí đỏ đấy, không quả đỏ đấy. Này là long xà đấy, đúng không? Đằng nó đẹp, trông như này thôi, không đấy, xí nó đẻ như là dòng đất, dòng đất. Người mua về ăn đặt vào, ăn chủ nhật đấy, đặt vào. Dòng đất đấy, cất dây đâu phải bọc, đẹp đấy, không vừa nói vui vui tí thôi, đẹp đấy, dòng đất. Này già ấy. Tôi nên cho cái ăn chủ nhật cái đồng hết nhật như này. Hết ý luôn. Cắt đi sửa hết cắt đi dễ. Con ấy lọc ra đẹp đấy. Ủa. Đây ra là đẹp hơn cả liền. Bảy lít. Cái rất đẹp bên luôn cái này là đẹp. Dùng đất là hay. Dùng đất hoặc là dùng lộn cũng được. Dùng lộn. Dùng lộn qua ghế. Dùng luôn coi ghế. Nồng xíu. Đúng rồi. Xì đỏ đấy. Ôi giời, quấn quýt nhau kinh đấy. Đẹp đấy. Muối này cũng của mình này. À, muối này cũng của mình này. Kinh đấy nhỉ. Đây này lắm cái đẹp đấy. Giờ tôi đi cả đồng áng cả xứ. Đây à, muối này bao nhiêu tiền đấy? Muối 6 triệu. 6 triệu. Ngày xưa nhớ đọc cái chuyện gì dùng lộn qua ghế bậy bậy quá các bạn thông cảm nhé. Cái này đẹp, cái này đẹp. Đây này già suối vào đá biết là thả nước rồi này các bạn nhìn nó không nào mà
mê suối chơi lá đẹp răm rề dễ sống. Kìa, không nào gọi kìa. À rồi rồi. Lòng xin yếu ảnh. Lòng à. Điền này làm vẹt vẹt xuống mặt đất. 9 giờ đến nơi rồi. Chạy đi thôi. Không hiếu này không thể đi. Úi rồi. Đem vào cây lọc nước đây. Cây trâu về dễ hay phết nhỉ. Kiểu như lâu ấy, làm trên chậu lâu ấy, hay phết này. Kinh Châu này. Rất mảnh mai. Kinh Châu. Dòng xe thế này. Này ông Hiếu không đi hả bác? Có. Lúc đâu rồi? Tiếp cái cây kia dễ luôn ngắt dã man nhỉ. Lá cái như là nhựa đẹp. Xin lỗi các bạn giữ nguyên của mình tí, tôi nghe điện thoại tôi cái tin nhắn. Chui vào đây cái mà vướng quá. Chết dở, này đeo cái ba lô thì vướng quá. Kinh này, con xanh này dễ giết kiếp. À, em ơi, lấy cái nhỏ 150 nhá. Dạ, không được ạ. Giờ đem tầm 5 lít ra chợ khó mua lắm. Mà muốn cây đẹp thì phải trên 5 củ. Ra chợ đấy nhé, không phải đi nhà vườn. Mệt lắm. Sau cái cây trâu này. Vẫn để trên xe thế anh? Em ơi. Không ấy à? Không để bày xuống à? Anh nhỏ thôi, anh để trên xe. Đẹp quá. Thế bảo ông nào là hôm qua ông Tùng bảo là có ông nào đang định thanh lý vườn này anh? Và anh bảo ấy. Anh có một anh cũng phải thanh lý vườn mà anh chỉ bán mấy cây thôi.
thiện, cây hoàn thiện đẹp anh. Ở đâu anh? Ở đâu anh? Ở trên Sơn Tây. À, Sơn Tây. Anh ấy chỉ bán giao như vài cây thôi chứ không phải là bán nhiều. Cây đẹp. Ông này lên tối rồi. Tối ông mới lên cả. Ờ, chú bảo là một là tối nay, hai là mùng hai. Vâng. Đúng rồi, chú chỉ đi được buổi tối. Vâng. Đó, cây của anh hay đấy. Ở nhà anh em thấy nhiều cây hay lắm à. Anh cũng có tương đối nhưng mà xong là anh cũng bán. Yêu anh nhá, để ra đây để để uống nước đã. Ui, khế vẫn còn treo lại lại hai quả, buộc còn dính hai quả. Đấy, khế rất to. Rồi đi ra uống nước nào.